Baby, dạo này Sài Gòn đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm luôn á, cho nên mỗi lần mình ra ngoài là mình luôn phải chùm kín cả người lại, nào là khẩu trang nè, bao tay nè, rồi áo chống nắng, váy chống nắng các thứ luôn á. Nhưng mà khi mà mình chùm kín như vậy thì mình phát hiện ra là cái lớp nền của mình nó khá là dày, với cả là nó bị lem nhem khi mình tháo khẩu trang ra á. Cho nên là nếu như mà bạn nào đang gặp những cái vấn đề giống như vậy á thì các bạn nhớ theo dõi hết video này nha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài tuyệt chiêu của mình giúp cho các bạn có thể hạn chế được những bất cập đó. Đồng thời là mình cũng sẽ chia sẻ luôn với các bạn cái cách dưỡng trắng sáng da vào những ngày nắng nóng như thế này. Tuyệt chiêu 1, luôn có một bình nước xinh xắn ở trong túi xách. Vì sao ư? Vì 75% cơ thể của chúng ta là nước, cho nên là đối với ngày thường thôi, nước đã là một phần không thể thiếu đối với làn da mình rồi, nói chi là những ngày nắng nóng như thế này nữa ha. Và với những bạn không có thói quen uống nước nhiều á thì chúng ta nên mua những cái bình đựng nước mà có thiết kế xinh xắn một chút, màu sắc dễ thương một chút xíu, thì như vậy nó sẽ kích thích cái quá trình uống nước của mình nhiều hơn, với cả là khi mình uống nước thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và vui vẻ hơn nữa đó. Và đây là bộ sưu tập bình đựng nước của Tini này các bạn. Nhờ những em này mà Tini luôn cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể. Và khi mà mình đã cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể rồi á thì làn da của mình cũng sẽ hạn chế được cái quá trình tiết dầu ra rất là nhiều luôn á. Và vì như vậy cho nên cái lớp nền của mình sẽ đẹp hơn và ít bị lem nhem hơn á. Tuyệt chiêu thứ hai đó chính là tập trung vào dưỡng da thật là kỹ thay vì makeup quá đậm hay là quá dày. Bởi vì khi mà mình makeup quá dày như vậy á, da mình rất là dễ bị lem nhem khi mà đổ mồ hôi. Nhưng mà vào những ngày nắng nóng như thế này, mình dưỡng da quá nhiều bước hoặc là những cái sản phẩm dưỡng da của mình mà quá đậm đặc á thì nó cũng làm cho da mình bị bí bết và nhớt nhát rất là khó chịu nữa. Cho nên là mặc dù dưỡng da thật là kỹ nhưng mà chúng ta nên tối giản đi những cái quy trình dưỡng da của mình lại nè. Sau đó rồi mình tìm cho được những cái sản phẩm mà có thành phần sao cho dưỡng ẩm tốt, làm trắng tốt, nhưng mà phải có kiềm dầu để mà giúp cho làn da của mình hạn chế đi cái việc đổ dầu ha. Và tuyệt chiêu giúp cho làn da của Tini trở nên trắng sáng hơn, mịn màng hơn, đặc biệt là không bị đổ dầu quá nhiều vào những ngày nắng nóng như thế này, đó chính là bộ ba sản phẩm Phytonicin của Nasifit. Ba này gồm có nước hoa hồng nè, tinh chất và kem dưỡng nâng tông da. Sau khi đã làm sạch da bằng sữa rửa mặt rồi thì Tini sẽ dưỡng da bước đầu tiên bằng em nước hoa hồng Phytonicin này. Thì trong em này có thành phần là niacinamide, là một dạng của vitamin B3. Nó sẽ giúp cho da mình được tẩy đi tế bào chết nhẹ nhàng hơn, rồi làm sạch da khỏi bụi bẩn cũng như là ô nhiễm môi trường nữa nè. Ngoài ra em này còn được chiết xuất từ rau má, là một thành phần điều trị mụn rất là tốt cho da, với cả là làm dịu mát làn da đang bị thiếu ẩm nữa. Cho nên là em này sẽ hợp với những bạn nào da dầu mụn nè, da hỗn hợp với cả là da không điều màu nữa đó nha. Tini luôn dùng em nước hoa hồng này chung với bông tẩy trang để làm tăng khả năng làm sạch của sản phẩm, với cả là cái chất của em này là dạng ẩm cho nên là thấm rất là nhanh vào da. Khi mà mình dùng xong á là cái làn da của mình sẽ trở nên sạch trơn rất là thích luôn, đồng thời nó cũng dưỡng ẩm cho da nữa. Nó làm cho da mình vừa sạch nhưng mà không có bị căng cái khó chịu. Tiếp theo thì mình sẽ dưỡng ẩm và làm trắng da bằng em serum này. Thì Tini cực kỳ thích dùng em serum Phytonicin này vào những ngày trời nắng nóng nè, với cả những khi mình lười dưỡng da thì mình dùng em này cực kỳ thích hợp luôn. Bởi vì chất của em này là dạng lỏng cho nên là sẽ khi mà mình dùng tới đâu á thì cái tinh chất sẽ thấm hết vào da đến đó luôn hà. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để mà đợi cho tinh chất thấm hết vào da rồi mình mới sang cái bước dưỡng da tiếp theo. Khi mà dùng em này xong á thì Tini có cảm giác là da mình ngậm nước tức thì luôn á, nhưng mà không hề bị bết dính hay là khó chịu như là một vài serum dưỡng ẩm khác đâu nha. Và thiết kế của em này là dạng ống nhỏ giọt cho nên là rất là tiện khi mà mình lấy cái sản phẩm ra. Và mình thì có thói quen là dùng cái serum trực tiếp lên trên da mặt luôn, chứ không phải là đổ ra tay rồi mới thoa lên trên mặt. Cho nên là Tini cực kỳ yêu thích những cái thiết kế giống như thế này luôn á. Bởi vì khi mà tay mình không chạm vào tinh chất bên trong sản phẩm á thì mình có cảm giác là cái tinh chất không mới bị nhiễm khuẩn cho tay mình. Mặc dù là trước đó Tini đã rửa tay, vệ sinh tay thật là kỹ trước khi mà mình bắt đầu dưỡng da rồi. Để khóa ẩm lại cho làn da vào những ngày nắng nóng như thế này á thì Tini chọn em Phytonicin này. Thì cái em này sau khi mà mình dùng xong á, da mình sẽ trắng lên một tông da nữa đó nha các bạn. Và khi mà mình dùng sữa rửa mặt á thì cái da của mình sẽ quay lại tình trạng ban đầu, hoàn toàn yên tâm về cái sự trắng sáng này, nó không phải độc hại giống như là kem trộn đâu nha. Ngoài ra thì em này có khả năng kiềm dầu rất là tốt luôn. Khi mà mình dùng xong á thì da mình trông rất là tự nhiên ha, và không hề bị bớt dính hay khó chịu gì cả. Rất là thích hợp để dùng vào những ngày trời nắng nóng như thế này á các bạn. Trong thành phần của em này cũng có niacinamide cho nên là sẽ làm trắng sáng da nhẹ nếu như mà các bạn dùng em này trong khoảng thời gian dài đó nha. Những hôm nào mà chỉ ở nhà không á thì Tini sẽ dùng em này để kết thúc cái quá trình dưỡng da của mình. Còn những hôm nào mà mình có ra đường á, kiểu như đi mua sắm dạo phố hay là đi chơi với bạn đồ này kia thì Tini sẽ dùng em này để thay thế cho kem nền luôn. Nhưng vì da của Tini có một vài đốm tàn nhang á các bạn, cho nên là mình bắt buộc mình phải dùng thêm kem trang sức để che những cái đốm tàn nhang đó lại. Tại vì em này á thì có khả năng nâng tông da và điều màu tông da thôi chứ không có che khuyết điểm nhiều. Nhưng mà được cái là nó sẽ làm cho cái lớp nền cực kỳ mỏng luôn, rất là dễ chịu, rất là tự nhiên. Đó, và mình chỉ cần thêm một tí xíu chân mày với lại son môi nữa là mình đã có thể rạng rỡ để đi chơi rồi.
Tuyệt chiêu thứ ba đó chính là nâng cao chất lượng của giấc ngủ. Thì như các bạn cũng biết là khi mà mình ngủ đủ giấc á, là da của mình sẽ xinh đẹp hơn rất là nhiều, căng bóng hơn, mịn màng hơn, với cả là hạn chế được cái quá trình lão hóa của da nữa. Thế nhưng vào những ngày trời nắng nóng như thế này á, thì mình sẽ trở nên khó ngủ hơn rất là nhiều. Vì vậy nên là trước khi đi ngủ tầm khoảng 30 phút á, Tini hay uống một ly sữa ấm, hoặc là mình có thể dùng nhị hoa nghệ tây này để mà pha với nước ấm cho mà uống. Thì cái em nhị hoa nghệ tây này á, ngoài giúp cho cái việc mình dễ ngủ ra thì nó cũng dưỡng da rất là tốt nữa. Và cũng vì nắng nóng cho nên là phòng ngủ của mình cũng rất là dễ bị những cái mùi khó chịu nữa. Và những lúc này á, thì các bạn nên để một vài tép xả nè, hoặc là vỏ chanh, vỏ vít vào trong phòng ngủ, giúp cho nó khử mùi phòng ngủ của mình nha. Đây là Tini đã chia sẻ xong với các bạn những tuyệt chiêu giúp cho làn da trở nên trắng hồng hơn vào những ngày nóng nực rồi ha. Chúc cho các bạn luôn xinh tươi và tràn đầy năng lượng trong những ngày hè đầy nắng. Bye bye.